Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hot. Nội dung hôm nay, Mỹ cấp tốc mua thêm 12.000 bom JDAM. Bộ Tư lệnh Hệ thống Hàng không Hải quân Mỹ vừa trao hợp đồng trị giá 139,8 triệu USD cho Boeing mua thêm bộ kit để tạo ra 12.000 quả bom thông minh JDAM. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, công việc dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2020. JDAM là tên viết tắt của cụm từ Joint Direct Attack Munition, đạn tấn công trực tiếp liên quân, là bộ phụ kiện kín dẫn đường giá thành thấp cho phép biến các loại bom không điều khiển thành vũ khí thông minh có độ chính xác đến 99%. Chính vì thế, việc tạo ra 12.000 quả bom thông minh JDAM là khá đơn giản và dễ dàng. Đó là giải pháp quá đỉnh của quân đội Mỹ khi mà nước này hàng năm tiêu thụ lượng lớn các loại bom trong hoạt động huấn luyện, tập trận và cả xung đột khắp thế giới. Và với đơn hàng lần này, xem ra năm 2020-2021 sẽ tiếp tục là giai đoạn bận rộn của không quân, hải quân Mỹ. Bộ kit JDAM trông cũng khá đơn giản, với phần đuôi chứa bộ điều hướng quán tính trên hệ thống định vị toàn cầu, INS trên GPS và thiết bị tăng độ ổn định đặt trên thân bom. Bộ kit JDAM hiện có thể ứng dụng cho hàng loạt các loại bom của quân đội Mỹ, ví dụ như bom đa công dụng MK84, bom xuyên lưu 109 cỡ 900 kg, bom 450 kg MK83 trên lưu 110, bom 225 kg MK82 trên lưu 111/126/129, bom có thể ném từ độ cao tới 14 km, bay xa 28 km trước khi tới điểm rơi, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Đơn giá một bộ kit chỉ vào khoảng 22.000 USD. Các cuộc thử nghiệm và thực tiễn cho thấy độ chính xác của bom JDAM gần như tuyệt đối, sai số chỉ khoảng 10 m. Sai số rất thấp khiến loại bom này không chỉ hữu hiệu với mục tiêu mặt đất, mà còn trên mặt biển. Trong ảnh, tàu mục tiêu LST-1185 bị trúng một quả bom JDAM 900 kg được ném từ máy bay B-52 năm 2004. Bom JDAM hiện có thể tích hợp trên hầu hết các máy bay chiến đấu hiện đại của không quân Mỹ và đồng minh phương Tây, thậm chí tới cả dòng máy bay cánh quạt Super Tucano của Brazil cũng mang được JDAM. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới movie. Nhớ like và share để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong movie kế tiếp.